Chị tính ra là nãy nguyên trái xoài là nãy ít là không ăn đủ à? Ăn quá trời xoài. Hay là chủ quan hả? Mình tưởng đâu nó nhiều, nhưng mà thật ra không có nhiều. Nãy giờ ăn hết trơn rồi thấy không? Cũng không ngon. À nhạc cũng như xoài thì nó ngon. Chắc giờ nó hợp với vị chua. Đỡ nó thấm như xoài rồi. Ngon. Coi nào, ăn hết rồi mới thấy xoài không? Không, thấy bình thường. Cái này có mực nha. Cái này có mực hộp qua tuột á. Giờ không có ăn đỡ tôm đi. Ở đây á, mua tôm mà còn sống á, mua có là hơn đúng không? Còn có nữa chứ ở đâu ra mà mực sống chứ. Bà tục sống ăn. Bây giờ nhiều khi có tiền cũng không mua được luôn. Không. Muốn mua ốc á là phải đi từ đâu 5-6 giờ sáng á thì mới có ốc ăn. Chứ người ta mua hết trơn à. Người ta đặt trước nữa. Kiểu như kiểu luôn, không phải muốn ăn tao là dễ đâu à. Kiểu như gì đây, sai lầm hả? Giờ có gì ăn đó để đi. Cũng ngon mà. Tính là nó cũng đâu chua lắm đâu à. Bào nguyên trái xoài luôn á. Bào nguyên trái xoài út to đùng. Trái xoài út chắc cũng phải 7 lạng á. Lẽ hai trái xoài 7 lạng luôn. 7 lạng. 7 lạng hả? 7 lạng là gì? Mắm là ăn hợp với dưa leo á. Ngon. Măng này hả? Này chát hả? Bắp chuối chát quá. Chát ăn với mắm thường là ăn với mắm linh á. Mắm linh chân ngon. Có cái này. Chát quá. Có thêm ủ qua với lại ngó sen. Ở đây không có ngó sen không? Bông lục bình. Rồi bà đợi mấy thứ gì đâu, giống như dưới miền Tây vậy. Giờ mới xuống đó mới có à. Hồi kiểu thấy mà bà hồ có bông súng. Nhưng mà không biết bẻ trộm được không? Bẻ người giáo sao? Tao được. Hồi chung. Hồ đập nước. Người lên chợ là tuổi thơ đi làm gì ăn chợ mà. Ta được chết chạy đâu kịp không, dạo này mặt quá chạy kịp. Cũng biết ở vậy còn không biết bơi nữa. Trời ơi, không biết bơi nữa, xuống hồ lỡ được chạy không lẽ nhảy ngồi chết chìm sao. Nay cũng biết là mình mập luôn, chạy đâu kịp đâu. Với lại đường đó dốc không à, ai làm chạy cho nữa. Nãy quên lấy bao khí ăn. Ừ.
biết sao không Khiếu? Làm gì? Mắm ba khía à? Ba khía đủ. Bữa nay người ta có món sầu riêng chiên với lại sầu riêng hấp nướng vậy. Món mà mình có sầu riêng mình cũng có gì chiên ăn thử coi. Là dùng trồng sầu riêng mà chưa bao giờ ăn sầu riêng nướng á. Nó kêu nướng trái vừa chín tới à, nướng cho tới khi nào nước ra. Ăn còn sợ ăn. Ủa gì không sợ hả? Sợ chứ không. Dạy con lớp mà công việc phải có cái mắm rồi nó ngon hợp với dưa leo, ăn hết chai mấy trái dưa leo luôn. Nãy giờ tôi chưa ăn mấy dưa leo nè con nè. Có nhiều muối không gì bà nói gì? Có nhiều muối. Ủa hồi chiều mua thêm mà hết rồi hả? Đặc ít hả? Hôm nay rau mà ăn nhiều rồi. Thái nó giòn. Nào mua cho tôi con gà nữa ăn. Gà muối quá tiêu hả? Hôm qua bà đó nói bà không ship cho bà đâu. Cười vậy? Ship lên tính ra hư gà của bà không ship đâu. Xào quá. Chỉ không? Mai kêu ngáo qua nhà ngoan bắt con gà. Cái gì bà tự mặn đi. Trời ơi, bà không biết hả? Ngày hôm kia tôi đi hái ớt, tôi nhìn thấy nó trong bụi chanh, tưởng làm gì, nó rình con gà ở trong chuồng, gà mới vừa nhảy vô chuồng phát rồi. Nó trèo qua hả, hai chân nó yêu dễ quá, quật phát con gà nằm im luôn, hang gà đi. Ngày nào cũng bị muốn giống á. Giết hả, bầy gà cũng ăn mấy chục con, bây giờ chỉ còn cái nhịp. Nó mần thịt mà không thương tiếc luôn á, mà không biết lửa nào mập nha, bự nha, ăn trước nhỏ nhỏ từ từ lớn ăn sao ghê lắm chứ. Mỗi ngày ăn một nồi điện cơm mà cái nồi điện có 5 người á. Quả thì chín. Chị mấy đứa nhỏ nó hồi xưa nó mới về đây con cho nó ăn cơm hả, con cơm cá mà con chê lên chê xuống cứ xong tối mấy ngày bị mấy con kia dành ăn hết trơn, xong giờ gì cũng ăn hết ráo, ăn hết luôn không mình dễ. Ăn hết ráo luôn nên là muốn có kinh nghiệm đối là không có kén chọn hết trơn, ăn hết giờ nó ăn cả nồi điện á.